Dung Giấy đi chợ qua được các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn để đi nhiều nơi, đến nhà người quen để trò chuyện và đăng tải lên mạng xã hội. Trong khi thành phố đang thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội, vừa qua, chủ của một tài khoản Facebook vừa bị Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phối hợp với đội an ninh, công an quận tiến hành mời làm việc để làm rõ về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, do bị mất giấy đi chợ nên trưa ngày 7 tháng 8, chủ nhân của tài khoản Facebook có tên Lê Kim Mai, trú ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, có mượn giấy đi chợ của người thân để xin qua chốt kiểm soát. Thực tế, chị này không đến chợ địa phương mà đi nhiều chợ khác trên địa bàn quận, rồi về nhà một người quen để chơi và nói chuyện. Khi về nhà, chị này còn đăng tải việc mình dùng giấy đi chợ để đi nhiều nơi mua đồ và ghé nhà bạn chơi, khiến cộng đồng mạng rất bức xúc, vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch và chỉ thị cách ly toàn xã hội của thành phố. Sau khi làm việc với Công an phường Thanh Khê Tây, chủ tài khoản này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội. Hiện Công an phường đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất lên Ủy ban Nhân dân quận hướng xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.